là cô gái hay mộng mơ. Người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng? Chẳng giống mấy cô người mẫu. Chẳng son phấn tô sáng màu. Chỉ cao một mét năm hai nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sang đưa chuyện mẹ cha xin đường nén vợ chồng. Đừng ăn để lâu hóa thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Rồi ta sẽ thật hạnh phúc, cùng nhau sống chung mái nhà, cho nhau chén nướng chén cơm, cho nhau chú xuyên chuông tình, nụ cười tươi nở trên môi. Còn lo lắng chi người hơn, vì em đã có tôi rồi. Em chỉ cần sống yên vui, thế giới có tôi lo rồi, ta bên nhau mãi không xa rời. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa đưa chuyện mẹ cha xin đường nén vợ chồng. Thương em để lâu hóa thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Cho hết đau đầu. Baby nghe này, em là cô gái mộng mơ, xinh đẹp duyên dáng để cho anh ngẩn ngơ. Bao nhiêu năm giờ vì vương mối tình tơ, đêm ôm nỗi nhớ thao thức với cho em vần thơ. Vì anh nhắc đưa em mất rồi mà em vẫn vô tư vậy thôi, vẫn không muốn chung đôi, chả để ý đến tôi. Để sau bao năm chờ đợi anh đến giờ vẫn đơn côi. Nói với anh chỉ một lời rằng sẽ bên anh đến trọn đời. Trước giờ anh vẫn quen với cô đơn, hứa với ngày anh sẽ yêu thương em nhiều hơn. Anh chẳng cần biết người trước kia bên em là ai, chỉ cần là anh từ giờ đến muôn đời mãi. Thì dù anh có nói tình mình hơi sai sai, em vẫn sẽ đưa em. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa đưa chuyện mẹ cha xin đường nén vợ chồng. Thương em để lâu hóa thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa đưa chuyện mẹ cha xin đường nén vợ chồng. Thương em để lâu hóa thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Cô ơi, đây là một chuyện hết sức nghiêm túc em muốn nói với cô. Đó là cho em xin lại cái chuyện. Thôi thì là xin lỗi người thân, vì tôi xa đưa chuyện mẹ cha xin đường nén vợ chồng. Đừng ăn để lâu hóa thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Hãy chạy đàn đời quá, còn nó điểm cao mà sao mình thấp thế. Khoe đi, khoe bài với nhau đi. Rồi bạn nam kia búng tay này ngu thế. Ai đọc tiếp đi, tiếp đi. Mày đánh thế.